Bài thể dục phát triển chung. Động tác số 1, vươn thở, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, chân trái bước sang ngang, hai tay song song lòng bàn tay úp. 2, hai tay ép sát hai hông. 3, hai tay nâng cao chết chữ V. 4, trở về tư thế nghiêm. 5, 6, 7, 8, như 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3. Năm, sáu, bảy, tám. Một, hai chân chùm, hai tay chạm hai vai. Hai, hai tay sang ngang, chân thẳng. Ba, khuỷu chân, tay vỗ trước mặt. Bốn, trở về tư thế nghiêm. Năm, sáu, bảy, tám. Như một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Động tác thứ ba, động tác chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai tay dang ngang, chân đá với trước. Hai, chân trùng, hai tay song song, lòng bàn tay úp. Ba, giống như động tác thứ nhất. Bốn, trở về tư thế nghiêm. Năm, sáu, bảy, tám. Như một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi.